tiết lộ dự án mới nhất bị hoãn của Tuyết Nhung, tiếc nuối muộn màng, Phi Nhung vỡ òa, Phi Nhung vỡ òa khi được gặp lại chị sau Tết. Mới đây, tiết lộ rằng Tuyết Nhung và Tiến Nhỏ sẽ có chung một dự án chung cư drama đã bị đắp chiếu. Được biết, đây là một dự án phim mà theo đó, Tuyết Nhung sẽ thủ vai chính. Có lẽ nếu dự án này thành công, Tuyết Nhung sẽ dần được bước sang nhiều lĩnh vực hơn. Điều mà em đã từng mong muốn trước đây, đó cũng chính là làm diễn viên. Theo như những hình ảnh được công khai, Tuyết Nhung đóng vai một học sinh vô cùng xinh xắn và chăm chỉ trong một gia đình không mấy khá giả và cũng là được cùng em trai mình thực hiện những cảnh quay tại ngôi nhà của mình. Hóa thân thành một người chị tần tảo và giỏi giang, Tuyết Nhung dường như được hóa thân đúng với tính cách thật của em ngoài đời thật. Hy vọng là sang năm tới, Tuyết Nhung sẽ có được nhiều dự án phim hơn nữa để có thể thử sức cũng như là mở rộng hình ảnh của mình trên nhiều lĩnh vực. Thôi con cứ có nhiêu con lì xì em hết đi, thiếu ba bù chứ làm gì mà móc móc vậy. Ôi cha, chị Ngân sợ quá ta. Này là gọi là máy cũ. Ủa máy cũ hả? Trời ơi. Ây da. Chị, chúc Tết chị Ngân. Bán thêm vài hũ muối thôi, làm gì dữ vậy? Ê, nữ ca sĩ Quỳnh Trang đây. Nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Rồi, hai lẹ anh con, let's go. Trời ơi, lên luôn rồi. Bé ân. Cảm ơn cả nhà. Ai biết đâu, ai dự định đó. Cho nó đi chơi, mốt đi học rồi con. Mốt chị. Em bye bye cả nhà, em về đây. Ê, mai lên đây sớm nha con. Tao quánh à. À mấy em về đi con, phải à mấy em mới được chứ. À mấy em, ủa hai chị lì xì chưa? Không có, nói ba đưa chứ đừng có làm em hụt hẫng. Thôi. Vậy giờ chân nào? Vậy giờ nhắn nhẹ ba đi, tối về ba làm luôn chứ. Nhắn nhẹ đi, đừng nhắn nhẹ nha, nhẹ nha không. Kệ, cảm ơn chú đi được con, cảm ơn chú. Gì? Trời ơi, hai con này tức hôn quá. Chị quay miếng rồi chứ. Ủa nữ nghệ sĩ Quỳnh Trang đó rồi. Sao? Dạ tối nay hai chị nhắn nhẹ cho ba nha. Thánh nữ Quỳnh Trang, Tú Mi và diễn viên điện ảnh
ca sĩ Minh Luân, nhóm hài Dục Nhí và em nói hết rồi. Còn có nhiều cuộc Phi Nhung nữa ngày mai cuối cùng. Em xin nói rồi. Tạm biệt. Có biết đâu rồi ạ. Chào em, chúc mừng năm mới em trai. Con em đâu rồi con? Con chào ba. Ủa con đi coi nào. Đây hả? Đâu hết rồi? Mai bữa lên nữa quậy nữa về hả? Chưa mấy gặp em lên đây sớm đi ăn uống rồi mai quên mang đi về quê để chăn nó thương thảo mẹ mời người đi. Thế hả? Ủa đứng gác gác bên rồi không có gì bự dữ vậy. Ok ok nha. Kìa, tự nhiên bẻ chi vậy? Hả? Đi vô trong phụ rồi ông ơi. Chết rồi. Ê bạn kia, bỏ lên phụ chị.
biết không chơi chơi đây. Vô đi. Cái thang ra đi con. Cái thang non anh. Mười mấy cái tha hùng nữa. Mười mấy cái hùng ấy. Con phân loại ra một bộ này là dạ thầy ở chừng nó mát nha, có thấy Linh Julie vô bạn thấy quán chay lúc này sao rồi Linh?